Thưa quý vị, hiện nay trẻ vị thành niên sinh con có xu hướng ngày càng gia tăng và đây cũng là vấn nạn được xã hội rất là quan tâm bởi hậu quả của tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và tương lai của đứa trẻ mà còn ảnh hưởng đến cả chất lượng dân số và xã hội nữa. Vâng, và thông tin ngày hôm nay 12 tháng 1, lãnh đạo trường Trung học cơ sở Võ Trường Toàn thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xác nhận là một học sinh lớp 7 của trường đã tự sinh con trong phòng tắm của gia đình và đây là một trường hợp nữ sinh mang thai và sinh con khi còn tuổi đời còn quá trẻ. Trước đó khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 1, nữ sinh này ở nhà cùng với mẹ ruột và ông bà ngoại thì có dấu hiệu chuyển dạ. Sau đó nữ sinh đã vào phòng tắm rồi tự sinh con, chỉ nghe nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc thì gia đình mới phát hiện ra sự việc này. Và ngay sau khi mà sinh con thì nữ sinh ôm con ra ngoài dùng kéo cắt dây rốn rồi được gia đình trở tới trung tâm y tế huyện Châu Đức. Nhà trường cũng cho biết do nữ sinh học lùi lại 2 năm trong thời gian học cấp 1 nên giờ 15 tuổi thì mới học lớp 7. Do nhiều ngày qua nữ sinh không đến trường nên là giáo viên tìm hiểu mới biết là nghỉ học vì sinh con. Được biết là bé gái chào đời nặng 2,5 kg và hiện sức khỏe của hai bé con đều ổn định và đã được xuất viện về nhà. Các chuyên gia sản khoa cho biết sinh con ở độ tuổi 15 là rất nguy hiểm. Bản thân cô gái trẻ ấy thì cũng chưa đủ về mặt tinh thần cũng như sự phát triển đầy đủ về thể chất hay kiến thức để có thể làm mẹ được cả. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho chính em bé khi chào đời, đồng thời có thể dẫn tới những khó khăn trong quá trình nuôi dạy trẻ nhỏ.